Đầu năm nay mình vừa kết hôn, mừng quá mọi người ạ. Nếu là 5 năm trước, mình không nghĩ sẽ có được một ngày vui và có một người phụ nữ ở bên cạnh mình. 5 năm trước, mình là sinh viên của một trường đại học ở Sài Gòn. Do hoàn cảnh của gia đình khó khăn, để đi học, mình đã xin việc làm bán thời gian. Mình là nhân viên giao ga cho một đại lý không lớn lắm, mức lương thu được khá tốt vì anh chủ cũng có ý giúp đỡ mình ăn học đàng hoàng. Mọi chuyện êm đềm diễn ra cho đến ngày định mệnh ấy. Vừa học xong ca sáng thì mình nhận được tin giao ga gấp cho một quán ăn. Chẳng kịp thay đồ bảo hộ của đại lý, mình giao ga ngay. Lúc đang lắp bình ga thì không may mình nghe thấy tiếng động lớn. Khi tỉnh dậy, mình đã nằm trong bệnh viện. Do chỉ mặc quần đùi áo ba lỗ, mình đã bị bỏng ở những vùng da hở, nhan sắc xuống cấp nghiêm trọng. Bao nhiêu người đến thăm mình, kẻ xa lạ cũng thăm hỏi tặng quà, nhưng em người yêu mình thì mãi không thấy đâu. Sau đó mình nghe ngóng được mấy người cùng phòng nói rằng em đứng ngoài cửa không vào. Ngày ra viện, mình tìm gặp em người yêu, em không né tránh trước mà mọi người nói: ngày trước anh học giỏi, chân tay lành lặn, nghĩ tương lai anh sáng sủa nên là em mới quen. Còn bây giờ anh nhìn lại bản thân đi, đã nghèo lại còn xấu, dị tật, anh cút đi. Xấu xí như anh thì má nó mới thèm. Còn gì bẽ bàng hơn khi nghe người mình yêu thương nói như vậy. Hôm ấy mình ngồi gục trên ghế đá mà khóc to. Em người yêu chẳng mảy may động lòng. Em khoác vai một thằng công tử nhà giàu lướt qua ghế đá. Kể từ giây phút ấy, mình nhận ra mình phải trở lại là thằng đạt trước kia. Vậy là mình đi gặp anh chủ cũ. Anh thấy thương nên vẫn nhận mình và làm lại. Để khách hàng không bị sợ hãi, anh dặn mình mặc đồ bảo hộ, đeo kính, đeo khẩu trang cẩn thận. 3 năm trước, mình tích cóp được một khoản tiền kha khá, bắt đầu đi phẫu thuật thẩm mỹ để loại bỏ sẹo bỏng trên khuôn mặt. Trong quá trình làm phẫu thuật, mình gặp Sương. Cô ấy là điều dưỡng tại trung tâm mà mình đi làm đẹp, dịu dàng và rất quan tâm mình. Sau nhiều lần điều trị, mình bắt chuyện với Sương. Hóa ra quá khứ của cô ấy cũng không khác gì mình. Cô ấy bị bỏng do cháy nhà. Nhìn bên ngoài, cô ấy khá bình thường, nhưng các vết bỏng ẩn đằng sau lớp vải luôn khiến cô ấy tự ti. Đó cũng là lý do vì sao cô ấy quan tâm mình hơn những người khác. Kết thúc quá trình điều trị sẹo trên khuôn mặt, mình đã trở thành người yêu của Sương. Bọn mình cùng nhau đi làm, tích cóp được khoản tiền kha khá và chuẩn bị cưới. Đến lúc này, Sương mới cho mình biết cô ấy là con nhà giàu. Hôm về gặp gia đình cô ấy, mình sợ quéo người vì thằng bần hàn như mình chưa bao giờ thấy căn nhà đẹp đến thế. Mẹ Sương còn đeo đầy trang sức ngọc trai. Cuối cùng, mình cũng vượt qua ải phụ huynh. Họ không chê mình xuất thân nghèo khó, còn tặng cho mình một chiếc xe hơi, một cửa hàng thời trang để hai vợ chồng làm ăn. Dịch Covid ập đến, đám cưới bị hoãn lại. Mình và Sương đã đăng ký kết hôn trước. Bọn mình cũng đã sinh một bé gái trong thời gian này. Thật sự, đến lúc trở thành vợ chồng thì mình mới biết Sương lừa mình. Cô ấy chẳng có cái sẹo nào trên cơ thể. Sương làm như vậy là để mình không ngại tiếp xúc với cô ấy. Vậy cũng tốt, thằng đạt khù khờ này lại được cưới con gái nhà đại gia. Năm ngoái, mình và Sương quyết định mua một căn hộ chung cư, sống gần cha mẹ cô ấy và đón cha mẹ mình ở quê lên sống chung. Em người yêu cũ là người cùng quê nên em biết chuyện. Mình đón cha mẹ lên sống chung. Thế là em liên lạc với mình, muốn gặp mặt một lần. Nghe cái mùi bất ổn rồi, nhưng mình không block em người yêu cũ mà hẹn gặp em ấy ở gần nhà mình. Có vợ mình và mấy người lén lút đi theo để xem em định làm cái gì. Vừa thấy mình, em đã khóc lóc bảo: ngày đó em ngu dại, không nghĩ rằng thằng cờ hó kia chỉ lợi dụng em qua đường. Trong mấy người em quen, chỉ có anh là yêu em nhất. Hãy để em được làm người phụ nữ của anh. Mình cười khẩy: em không sợ những cái sẹo bỏng xấu xí trên người anh như trước đây sao? Em người yêu cũ đáp: anh có bao nhiêu cái sẹo em cũng không quan tâm. Em vẫn còn tình cảm với anh nhiều lắm. Quay lại với em đi mà. Mình lại tiếp lời: em thấy cô gái chụp chung trên phở bò của anh không? Vợ sắp cưới của anh đấy. Em trơ trẽn bảo: cho dù là vợ anh thì em cũng không ngại. Bây giờ anh giàu rồi, có xe hơi, có cửa hàng, có chung cư, muốn nuôi bao nhiêu em mà chả được. Cho em làm bạn gái của anh đi mà. Mình vẫn cương quyết từ chối. Làm sao mình có thể phản bội người vợ đã hết lòng yêu thương mình được. Nhưng em người yêu cũ vẫn không buông tha. Em lén bỏ thuốc vào ly nước khiến mình bất tỉnh, rồi đưa mình lên xe ô tô.
chụp vài kiểu ảnh vờ như mình và em đã làm chuyện mất mặt. Rồi sau đó em nói, 5 tỷ, anh không làm bạn trai em thì đưa 5 tỷ đây. Bằng không, những bức hình này sẽ lọt vào tay người yêu của anh. Đến lúc đó, để xem một thằng cơ thể đầy sẹo còn lăng nhăng thì con nhỏ ấy có thèm yêu không? Hay là sẽ đi kiếm thằng nào đó ngon hơn? Mình cười khẩy đáp lại. Cái cảnh ấy mà em cho thuốc vào ly nước rồi đưa anh lên ô tô đã bị quay lại rồi. Trước anh ngu mới quen cái loại con gái xảo quyệt như em, nhưng mà giờ anh khác rồi. Chúc em vui vẻ với các chú áo xanh nhá. Em nếu cũng chưa kịp nói lời nào thì hai chú áo xanh xuất hiện đưa em về đồn. Và thế là với tội danh tống tiền, người yêu cũ của mình đã phải nhận mức bóc lịch là 5 năm. Chưa hết đâu, vụ lùm xùm này khiến chồng sắp cưới của em ấy đến nhà xin hủy hôn. Cha mẹ em buồn bực tuyên bố sẽ không vào trại thăm em ấy, coi như không có đứa con gái này. Hôm mình vào thăm, em người yêu tiểu tụy cúi gằm mặt không dám nói lời nào. Thấy cũng tội nhưng mà kệ đi, tự làm thì tự đi mà chịu. Sau khi thăm em người yêu cũ trở về, mình cảm thấy phải công bố chính thức cho mọi người biết Sương là người mình yêu thương nhất, là vợ hợp pháp của mình, tránh những kẻ thích chen ngang như em người yêu cũ. Thế là mình đã làm một đám cưới đủ nghi lễ. Nhìn Sương trong bộ váy cô dâu trắng tinh khôi, mình thực sự rất hạnh phúc. Nghe xong câu chuyện của mình, chắc các bạn cũng phải khen vì sự bao dung, tấm lòng vô bờ bến của mình quá. Mình, An, Đức là ba người bạn chơi cùng khá thân với nhau. Bọn mình thi thoảng cũng hẹn nhau ngồi cà phê tâm sự chuyện đời. Hai thằng bạn mình nó ga lăng, tinh tế, dã man. Mình cứ gặp chuyện buồn, chuyện khó giải quyết cũng có mặt của hai đứa nó. Thì trong nhóm chỉ có mình là con gái, mà mình cũng xinh xắn đáng yêu. Chắc vì vậy mà An, một người bạn trong nhóm, bắt đầu có dấu hiệu tán tỉnh mình. Mình thấy An cũng có lòng, bạn ấy cũng thuộc kiểu con trai ga lăng, nên mình đồng ý hẹn hò. Khi bọn mình công khai một quan hệ thì Đức rất vui và chúc mừng cho cả hai. Dù có một cặp yêu nhau trong nhóm nhưng tình bạn của bọn mình vẫn vậy, không có sự thay đổi gì lớn hết. Thì dạo trước An có rủ mình đến nhà cậu ấy ăn, mình cũng vui vẻ qua nhà, nhưng lúc ấy mình qua sớm quá, cậu ấy chưa về. Thế là An nói cho mình chìa khóa dự phòng được giấu, rồi bảo mình vào trong nhà ngồi trước. Vào đến phòng thì mình có chút hồi hộp vì lần đầu tiên đến trọ bạn trai. Đang quan sát ngắm nghía thì mình phát hiện thấy những món đồ kỳ lạ. Mình thấy một cái rương rất là xinh nhá. Điều mình ngỡ ngàng là trong ấy có rất nhiều đồ của con gái như là tất lưới, son, phấn, rồi những bộ váy. Vào nhà vệ sinh của anh thì mình thấy có hai bàn chải, khăn tắm cũng có hai cái. Tự nhiên những thứ này khiến mình đâm nghi anh đang giấu giếm mình cho gái ở cùng. Lúc này không đợi anh về nữa, mình giận dỗi đi về luôn. Chắc anh thấy mình không còn ở trong phòng thì có gọi và nhắn tin, nhưng mà mình tức quá không muốn nói chuyện. Bây giờ cần bản thân bình tĩnh. Mình sợ nói chuyện trong lúc tức giận sẽ khiến mối quan hệ căng thẳng hơn. Trong lòng quá bối rối nên mình đã đi tìm Đức để nhờ sự giúp đỡ. Khi hẹn Đức ra, mình đã kể hết những thứ mình thấy ở nhà. Đức khi nghe thì cười nói, tao tưởng chuyện gì mà mày giận nó, chỉ là hiểu lầm thôi. Chắc chuyện mới xảy ra mới đây nên không nói với mày. Cái bót đánh răng và cái khăn là của tao mà. Do tao bị chủ trọ đuổi nên tao phải sang ở ké nó. Nghe xong mình mới nguôi tí nhưng mà vẫn hỏi, thế còn mấy cái đồ con gái kia thì như thế nào? Chẳng lẽ là đồ của mày à? Đức nghe xong mặt có chút cứng, nhưng lúc này mình cũng không quan tâm kỹ đến vậy, chỉ nghĩ nó bất ngờ vì câu nói của mình thôi. Đức xua tay bảo, không cô nương ơi, đó là đồ em gái tao. Tao giữ đồ cho con em ở trọ, nhưng bị đuổi thì tao mới bỏ ké ở trọ thằng An thôi. Khi nào tao tìm được trọ thì tao sẽ chuyển đồ ra dần. Tính ra tao chính là nguyên nhân khiến hai bọn mày giận nhau đấy. Khổ thế cơ. Lúc biết vậy mình mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra mình nghĩ linh tinh. Khi biết bản thân đã hiểu lầm anh thì mình mới gọi điện để nói chuyện. Mình có xin lỗi An, khi chưa tìm hiểu kỹ thì đã im lặng. Anh cũng rất tốt bụng, tha thứ cho mình và anh cũng xin lỗi mình vì không nói chuyện Đức sang ở ké khiến mình hiểu lầm. Vì chuyện cũng chỉ là hiểu lầm nên bọn mình lại tiếp tục bình thường như trước. Nhưng đã xảy ra một chuyện khiến mình sốc đần người ra. Trong công ty mình có một anh cong. Anh có khoe trên phở bò tiệc hóa trang những người đã cam mau. Mình thấy những buổi tiệc anh đang khá thú vị, cho đến đoạn story anh lướt qua có một bóng dáng quen thuộc.
Mình lướt tiếp thì trong story ấy là hình ảnh thằng Đức và An đang ôm nhau quẩy. Cả hai đang ôm nhau rất chặt, còn vui vẻ hát hò khiến mình đứng hình. An, người yêu mình, còn mặc cái bộ váy và tất lưới y như cái lúc mình thấy ở nhà anh. Hai người cứ uốn éo dựa vào nhau, cà hẩy, khiến mình chỉ biết há mồm. Mình dụi mắt mấy lần, phải xem đi xem lại, vì nghĩ là bản thân có vấn đề về mắt. Mình liền gấp gáp tìm thông tin về bữa tiệc. Trên đó có đăng những hình ảnh các cặp đôi. Tất nhiên là có An và Đức đang nắm tay nhau. Cả hai đều đang hóa trang thành ma, thì mình nhận ra. An thì khỏi phải nói, tất lưới sexy, cao gót đỏ chói, còn váy thì ngắn tún. Mình con gái còn đỏ cả mắt. Nhìn An lúc này khác với hình ảnh khi bên cạnh mình quá. Chịu thật đấy, thế mà An vẫn gồng chưa được thì đỉnh khỏi bàn. Mình có gọi điện chụp cuộc nhưng không thể bắt máy. Mình mới đến nhà An, đứng chờ hai người về để chờ hai người giải thích cho mình. Đợi hơn 12 giờ, hai người đang ôm ấp nhau, thấy mình tự động tách ra. Mình mới cười khẩy, muốn hai người giải thích. Lúc đầu, cả hai đều định trốn tránh, nhưng mình bảo là mình đã biết sự thật và cho họ xem ảnh, thì hai người mới cúi đầu nhận. Cả Đức và An quỳ xuống khóc lóc, kể về việc hai người bị gia đình cấm cản. Gia đình An tối ngày cứ bắt An cưới vợ, có người yêu là con gái, không thì sẽ cho An đi khám tâm lý. An quá mệt mỏi, không chịu đựng được nữa, nên cả hai mới nghĩ ra cách này để lấy mình làm bình phong. Cả hai khóc lóc ỉ ôi, nói thật, mình thuộc kiểu mùn lòng, mình cũng thương cho hoàn cảnh của hai thằng bạn mình. May, chuyện tình của bọn mình chưa lâu, tình cảm cũng chưa sâu đậm lắm, chắc vì An tốt nên là mình ngỡ đó là yêu. Dù có tức vì bọn nó dám giấu mình, đã vậy, để mình làm lá chắn, nhưng thấy bọn nó cũng thật thà xin lỗi. Đã vậy, cũng tốt với mình nữa, nên mình cũng nguôi nguôi. Sau đó mình cũng chúc cho bọn nó hạnh phúc. Bọn mình vẫn làm bạn bình thường, cũng hoan hỉ, không nỡ nghỉ chơi với hai đứa trời đánh này. Mình cũng tự nguyện làm lá chắn cho hai đứa này để bọn nó thuận lợi yêu đương luôn. Mọi người nghĩ sao về chuyện làm mẹ đơn thân? Trước đây em cũng từng nghĩ chỉ có người phụ nữ ăn chơi mới phải làm mẹ đơn thân. Nhưng bây giờ thì em lại có suy nghĩ khác rồi. Giới thiệu với mọi người, em tên là Hiếu, năm nay 22 tuổi. Em có ngoại hình hơi giống con trai, nên tính cách cũng như vậy. Nên mãi mà em không có người yêu, trong khi bạn bè thì có người lập gia đình, sinh em bé luôn rồi. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân lắm. Sau khi bố em qua đời, mẹ đã đón em lên Sài Gòn sống chung, cùng nhau làm một chủ spa chăm sóc chó mèo. Lúc mới lên Sài Gòn, điện thoại của em bị hỏng nên phải ghé vào tiệm sửa điện thoại sát bên cạnh spa. Ở đây em đã gặp gỡ anh Khoa, là chủ tiệm sửa điện thoại. Và sau vài lần sửa điện thoại và mua mấy phụ kiện linh tinh thì em trở thành khách quen, và bọn em nói chuyện với nhau khá thường xuyên. Anh Khoa thích chó mèo nên khi không có khách, anh lại sang spa để chơi đùa với pet cưng em đưa từ dưới quê lên. Thấy anh Khoa đẹp trai, nói chuyện lịch sự, lại yêu động vật nên em cũng ưng ý, và dần dần chúng em trở thành người yêu chính thức. Thế nhưng anh Khoa công khai đăng hình của em thì có một người phụ nữ tên Loan liên lạc. Chị ta cho em xem những bức hình chụp chung với anh Khoa và yêu cầu em rời xa anh Khoa. À, hóa ra Loan là người cũ mà anh từng nhắc đến. Em không trả lời tin nhắn của chị ta vì người cũ là quá khứ, mắc gì em phải bận tâm. Nhưng chị ta liên tục gửi những bức ảnh chụp đoạn chat giữa anh Khoa và chị ta. Hai người bọn họ nói chuyện vô cùng ngọt ngào, mùi mẫn, mà nhìn thời gian thì rõ ràng là vừa xảy ra. Nói dễ hiểu hơn, công khai yêu em nhưng anh Khoa lại đú đởm với chị Loan. Lúc này em cọc lên, đi tìm anh Khoa hỏi rõ chuyện. Anh thừa nhận vẫn chưa quên được người cũ, nhưng anh sẽ cố gắng để quên đi. Dần dần em thấy chị Loan không làm phiền nữa, nên cũng tin tưởng hai người không còn qua lại với nhau. Hồi đầu năm nay, anh Khoa bất ngờ nói với em là anh xem bói. Thầy bảo năm nay cưới đẹp, anh muốn cưới gấp. Anh còn cầu hôn em tại một nhà hàng sang trọng, có nhiều người chứng kiến. Em thấy bản thân cũng 22 tuổi rồi, cưới giờ cũng phù hợp nên đồng ý luôn. Lúc em về ra mắt nhà anh Khoa, thấy nhà anh Khoa giàu có, em rất phấn khích. Nghĩ bản thân sắp được làm dâu nhà hào môn rồi. Nhưng bố mẹ anh chê bai em rất nhiều. Đại khái họ nói em không xinh gái, không phải dân thành phố, lại là đứa mồ côi, em sẽ không lo được gì cho sự nghiệp của anh Khoa. Bị chê thậm tệ như vậy, dù tiếc cảnh giàu sang,
Em quyết định dừng lại ngay, nhưng anh Khoa nài nỉ em, rồi anh nói chuyện riêng với bố mẹ. Chẳng biết anh nói gì, mẹ anh cười nói, nếu có bầu thì cưới, mẹ sẽ tặng hai vợ chồng căn nhà ngoại ô làm quà cưới. Vậy là anh Khoa nài nỉ em ăn ở với anh ấy thường xuyên cho có bầu. Em rất băn khoăn, nhưng mẹ em đang về quê chăm bà ốm. Em chẳng còn ai bên cạnh để xin lời tư vấn. Rồi em nhắm mắt làm theo mong muốn của anh Khoa. Thậm chí bọn em còn tính ngày để dễ dính bầu con trai. Khi em được kết quả khám thai ở bệnh viện, anh Khoa vui mừng thông báo với bố mẹ anh ấy. Mẹ anh Khoa nói, phụ nữ có bầu, kiêng nơi đông người, nên gia đình làm vài ba mâm thông báo họ hàng hai bên, đợi sinh xong rồi làm đám cưới lớn. Thế là em được cưới về chỉ bằng 4 mâm tiệc, không rước dâu, không xính lễ. Sau đám cưới đơn giản ấy, mẹ chồng đưa em đến sống tại một căn nhà 2 tầng ở ngoại ô, nói là để dưỡng thai. Căn nhà đó cũng chính là quà cưới mà mẹ chồng từng nói. Em sống một mình trong căn nhà đó, hàng ngày có giúp việc tới đưa cơm nước, mang đồ đi giặt. Thỉnh thoảng chồng và bố mẹ chồng mới đến thăm. Cuộc sống chẳng khác nào tù giam lòng. Ngày hôm đó anh Khoa đang tắm thì điện thoại của anh có tiếng tin nhắn. Nghĩ bản thân là vợ anh Khoa, em mở điện thoại lên xem. Đó là tin nhắn ở trong game. Em mở lên xem thì bàng hoàng, một loạt tin nhắn yêu đương của chồng với người phụ nữ khác, lấy nickname là K lớp L. Nhân vật K lớp L nhắn tin hỏi, anh sao thế? Bao nhiêu tin nhắn của em anh không trả lời, anh hết thương em rồi à? Nghĩ bản thân có bầu mà chồng lén phéo bên ngoài, em giả vờ bản thân là chồng, nhắn tin trò chuyện với nhân vật K lớp L. Sau một hồi trò chuyện thì em hiểu ra, đây chính là Khoa yêu Loan. Tiểu Tam là Loan, người cũ của chồng. Bọn họ lén lút trao đổi trên game, chứ nào có bỏ nhau như em tưởng bở. Những dòng tin nhắn trên màn hình khiến em thực sự sốc. Bấy lâu nay, anh Khoa và gia đình anh đã giấu em. Loan đã là vợ hợp pháp của anh Khoa, nhưng chị ta từng để mất em bé và hiện tại không thể có bầu được nữa. Cả nhà anh ta đã lên kế hoạch biến em thành người để thuê. Dự định khi em sinh sẽ bế em bé đi và cho em 100 triệu. Thì ra mẹ anh Khoa nói đẻ xong rồi mới tổ chức đám cưới. Đăng ký kết hôn là vì lý do này. Thế mà em ngây thơ tin tưởng cái gia đình này. Sợ hãi sẽ bị cướp mất con, em quyết định phải bỏ trốn. Nhân lúc khám thai, em lén chạy ra cổng, vẫy đại một chiếc taxi rồi đi về quê luôn. Giờ em sắp sinh rồi, nhưng em sẽ sinh tại quê, không lên Sài Gòn nữa. Em sợ đi Sài Gòn sinh nở sẽ bị cướp mất con. Em kể câu chuyện này, mong các anh chị hãy tỉnh táo khi yêu và quyết định cưới. Đừng để như em lỡ dở cả một đời. Khi đang ngồi gõ những dòng chữ này, nước mắt mình cứ rơi không ngừng. Mọi người à, người yêu của mình đang ngoại tình với chính em gái ruột của mình. Mình năm nay vừa tròn 27 tuổi. Người yêu cũ của mình và sắp tới đây là em rể của mình, lớn hơn mình 1 tuổi. Chúng mình yêu nhau từ hồi mình học năm nhất đại học. Tính tới bây giờ cũng đã gần 8 năm yêu nhau. Mình và anh đã ra mắt gia đình hai bên. Giờ chỉ đợi chọn được ngày lành tháng tốt là sẽ tổ chức đám cưới. Thế mà biến cố ập tới khiến mình không biết phải làm sao. Tháng trước mình phát hiện ra con em gái mình có biểu hiện buồn nôn, lại rất hay thèm ăn đồ chua với mấy thứ linh tinh. Sinh nghi, mình mới hỏi nó có thai à, và sừng sốt khi nhận được cái gật đầu từ nó. Ba mẹ mình vốn rất chiều nó, nhưng chuyện có thai trước khi cưới là điều cấm kỵ. Thương nó nên mình giúp nó giấu ba mẹ, cũng hỏi nó xem đứa bé này được mấy tháng rồi và ai là cha nó. Con bé chỉ đáp cái thai đã được 3 tháng, còn cha đứa bé là ai thì không trả lời. Rồi nó nghén ngày càng nặng. Ba mẹ mình cũng nghi ngờ. Hôm ấy mình mới khuyên nó, mày định giấu ba mẹ đến bao giờ? Mày định giấu ba mẹ đến bao giờ? Ba mẹ thương mày, không mắng mày đâu. Sau đấy, mình có nói dù chuyện gì xảy ra, mình vẫn luôn ủng hộ nó. Nó ngẩng đầu lên hỏi mình, chị vẫn ủng hộ em trong mọi trường hợp sao? Mình không nghĩ gì mà gật đầu cái rụp. Mình chỉ nghĩ cùng lắm là con bé chơi bời bạn bè mà có thai, vì sợ mình của trách nên mới nói như vậy. Thế rồi sáng hôm sau, câu nói của em gái như một cú vả thật mạnh vào mặt mình. Con bé báo ba mẹ rằng nó đã có thai. Bà cha của đứa bé không ai khác, lại là người yêu của mình. Ban đầu mình không còn tin vào tai mình, nên hỏi lại nó 3-4 lần. Nhận được câu trả lời chắc nịch, mình như sụp đổ. Trời chẽn hơn, mình còn không thèm xin lỗi mình, mà thay vào đó, nó đòi mình chia tay để anh kết hôn với nó. Nó không muốn trở thành mẹ đơn thân. Nực cười, nó muốn mình thông cảm
cho cái đứa đã cướp người yêu của mình ư? Em gái mình vốn được chiều chuộng từ bé nên rất hư, ăn chơi chắc táng suốt ngày. Chỉ là mình chưa bao giờ nghĩ rằng nó còn cướp cả người yêu của chị nó. Nghe tới đó, mình mới tát nó hai phát. Thấy vậy, bố mẹ mình mới lên tiếng. Dù nó sai, nhưng nó là em của con. Giờ nó còn trẻ, là mẹ đơn thân hàng xóm láng giềng người ta dị nghị. Con muốn bôi cho chắc chấu vào mặt gia đình à? Bỏ đứa bé này đi, càng không được. Lỡ sau này, nó không thể có con nữa thì sao? Cứ thế, ba người họ nói mình ích kỷ, không biết nghĩ cho em. Như người mất hồn, mình chạy ra khỏi nhà. Mình cứ chạy, chạy hoài cho tới khi tiếng kêu của những người mình từng coi là gia đình không còn vang vẳng bên tai nữa. Rồi mình tới nhà anh để nói chuyện cho ra nhẽ. Anh thấy mình đã biết chuyện thì cũng chẳng thèm giấu gì nữa. Hắn ta nói hắn và em gái mình đã qua lại mấy ngày nay. Ban đầu cũng chỉ tính chơi bời cho vui, nhưng ai dè em mình dính bầu, giờ phải cưới thôi. Hắn cũng nói gia đình hắn đã biết chuyện và đồng ý cưới rồi. Giờ mình có đồng ý chia tay hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa. Mình ngạc nhiên khi những lời nói lạnh lùng đó lại phát ra từ miệng mà người mình luôn yêu thương suốt nhiều năm nay. Tức giận và mất hết niềm tin, mình quay về nhà, dọn sạch đồ đạc, kéo vali ra khỏi nhà, mặc cho ba mẹ dọa từ mặt mình. Mình hận hai người họ, hận cả ba mẹ đối xử bất công, hận không thể biến bi thương hóa thành dòng sông để vùi mình vào đó. Rồi mình đáp máy bay tới một thành phố khác, bắt đầu lại một cuộc sống mới nơi mà không có anh, cũng không còn gia đình của mình. Cũng đã gần 3 tháng rồi, hôm nào mình cũng sẽ ngất ngửa, tinh thần kiệt quệ. Bạn bè đồng nghiệp cũng muốn kéo mình ra khỏi vũng bùn ấy, nhưng mình thì cứ ngày càng lún sâu. Ngày em mình cưới, mình không có mặt. Mình đã quyết tâm từ mặt những người đã khiến mình đau khổ. Mình mệt mỏi kinh khủng, nhưng không biết sao để thoát được chuyện này. Mọi người làm ơn giúp mình với, mình bế tắc quá rồi. Không biết có phải thằng cô hồn hay không mà mình đen dã man mọi người ạ. Do cái tính thích đi buôn nên mình đã bị đá bay khỏi công ty. Sau một tuần làm việc thì mình phát hiện ra dưới chân tòa nhà văn phòng làm việc có một quán nước. Ăn sáng, ăn trưa, xong nghỉ ngơi ở đó, ăn tục nói phét rồi đi lên làm là rất ok. Quán nước dù hơi đơn sơ nhưng mà nhìn ngắm phố phường phải gọi là hết sảy. Chính vì vậy nên mình đã cắm cọc của đó từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Bác trai chủ quán nước cũng đã có tuổi rồi, hỏi mình đủ thứ như là mới về đây làm à, ở tầng mấy, công việc như nào, cháu quen chưa, đại loại là có quan tâm đến mình. Mới đi làm đã kiếm được quán tủ, lại còn được chủ quán quan tâm như cha chú thì còn gì bằng. Bác hỏi thì mình cũng nói tâm sự mỏng luôn. Thì mình cũng kể là mới về được một tuần thì sếp giao nhiều việc, chưa học được cái gì đã việc ngập đầu. Nhiều khi sếp rất buồn cười, rõ ràng bản thân đánh đoạn này sai, cứ đổ lỗi cho nhân viên. Đến khi nhân viên phát hiện ra, người làm thì lại trốn tránh im lặng. Nói chung là sếp rất buồn cười, khiến mình cảm thấy không hài lòng. Bác nghe cũng gật đầu, bảo tuổi trẻ phải cố gắng, tập trung công việc, người ta cũng tốt cho mình thôi. Mình cũng vâng vâng dạ dạ, nghe theo lời bác giảng giải. Mình nói chuyện với bác ấy rất là hợp. Hai tuần tiếp theo, mình vẫn cứ như vậy, cứ có chuyện gì bất đồng với sếp là mình lại nói với bác. Để có người đồng cảm, cũng như là thông não cho mình, nếu như bản thân suy nghĩ không phải, gần như là bác là chỗ để mình tâm sự về công việc. Có hôm mình buột miệng kiểu nó hơi bậy một chút, mình có chửi thề một tí vì quá là tức đi. Bác thì cũng khuyên thôi, công việc không ổn thì nghỉ, cháu mới vào làm mà. Nói chung bác khuyên rất là chân tình, nhưng lúc đó nóng giận, nói sếp xấu hơi nhiều. Nói xong mình cũng không có bực bội hay là muốn nghỉ nữa, mà mình bây giờ mới chú ý là quán nước tuyệt vời này ở dưới công ty, nhưng mà không có người nào trong công ty ngồi. Mọi người ăn xong thì toàn sang quán gần đó ngồi. Thắc mắc thôi, nhưng mà mình cũng kệ, vì chỗ nào thoải mái thì mình ngồi thôi. Cho đến khi được 3 tuần, trưởng phòng gọi mình lên, chỉ nói ngắn gọn là cho mình nghỉ, vẫn trả lương đầy đủ 3 tuần vì thái độ làm việc không tốt. Đến sớm nhưng mà hay la cà và làm việc muộn, rồi còn cái thói nói xấu sau lưng đồng nghiệp. Mình còn không hiểu tại sao bản thân lại bị nghỉ ngang như vậy, nhưng mà nghe lý do thì cũng hợp lý. Với lại bản thân cũng mới đi làm nên thôi nghỉ luôn vậy. Mình cũng không thể làm việc trong môi trường có người sếp như thế này được. Đang dọn dẹp đồ thì có anh đồng nghiệp cùng phòng ghé đầu vào hỏi: em nói chuyện liên quan đến sếp cho bác quán nước đúng không? Mình nghe thì có chút nhột, hỏi lại anh: sao anh biết?
Anh mới cười với mình nói: bảo sao bị nghỉ ngang, cái quán nước em hay ngồi mà bọn anh không ngồi ấy. Chủ quán là bố của sếp đấy em. Nhà sếp gần đây, bố sếp nghỉ hưu nên rảnh rỗi làm luôn sạp nước dưới công ty. Cái này gọi là làm vì đam mê đấy. Bọn anh biết là không hò hè đến vì sợ tâm sự hăng quá lại mất khôn. Mình nghe thì ú ớ, sao anh không nói với em? Anh mới lắc đầu nói: tự nhiên anh lại đi nói với em. Em phải biết quan sát rồi đi theo bọn anh chứ. Tự nhiên mới đến rồi ngồi đó thì bọn anh làm sao mà ngăn được. Đúng là cái kết không ngờ tới. Trách gì bác quán nước cứ dò hỏi công việc và câu chuyện của sếp cặn kẽ như thế. Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà. Mình năm nay mới 30 tuổi, làm trưởng phòng truyền thông công ty chuyên về thời trang. Dự định cuối năm nay mình và Ngọc sẽ tổ chức đám cưới. Cô ấy là mối tình đầu từ thời sinh viên của mình. Ngọc là người hiền lành, chịu khó, tính tình nhu mì, lương thiện. Bạn bè vẫn nhận xét cô ấy thuộc mẫu phụ nữ truyền thống, coi gia đình là sự nghiệp quan trọng nhất. Để có được thành công ngày hôm nay, người yêu đã hy sinh, chấp nhận chờ đợi, động viên mình vượt qua giai đoạn khó khăn của buổi đầu lập nghiệp. Khi đã có sự nghiệp ổn định, mua được căn nhậu nhỏ, mình quyết định bù đắp cho Ngọc bằng lễ cưới hoành tráng được trở. Sau đó hai vợ chồng sẽ ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật. 10 năm yêu nhau, chưa bao giờ cô ấy đòi hỏi người yêu phải tặng mình món quà đắt tiền. Ngày lễ tình nhân, chỉ cần mình nắm tay cô ấy dạo phố là mãn nguyện. Đồng nghiệp cơ quan khen mình may mắn, tìm được người phụ nữ hiền thục. Bản thân mình cũng yêu Ngọc rất nhiều. Chúng mình đếm ngược từng ngày cho ngày trọng đại của mình. Nhưng rồi tất cả đều tan vỡ chỉ vì sự tham lam thiếu chung thủy của mình. Công ty mình có vị sếp nữ tuổi 40, chị thành đạt, giỏi giang, xinh đẹp. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Chồng chị lớn tuổi, nhu cầu sinh lý giảm sút, trong khi chị đang ở độ tuổi hồi xuân. Vì vậy 2 năm nay họ gần như ly thân, mỗi người một phòng. Đôi lần đi công tác, có dịp gần sếp, chị tâm sự mình rất cô đơn, trống vắng. Khuôn mặt sếp vốn được trở, nhưng phản phất nỗi buồn khó tả. Mình phần nào thấu hiểu được tâm tư của chị, nên động viên sếp lạc quan, tham gia một số câu lạc bộ giao lưu đây đó cho khuây khỏa. Từ những lần như vậy, sếp có vẻ chú ý, yêu ái mình nhiều hơn trong công việc. Công ty mình có liên doanh với đối tác nước ngoài. Mình nằm trong danh sách 4 nhân viên hộ tống sếp sang Mỹ thương thảo hợp đồng. Chuyến đi kéo dài 1 tháng, Ngọc tỏ ra bịn trịn, buồn bã khi phải xa chồng tương lai. Vì vậy ngày nào mình cũng gọi điện về trò chuyện cho cô ấy vui. Sắp kết thúc kỳ công tác, mọi việc cũng xong xuôi. Chúng mình có 5 ngày nghỉ xả hơi, đi mua sắm quà cáp cho người thân. Mình mệt nên lưu lại khách sạn nằm ngủ, từ chối đi chung với mọi người. Mấy ngày căng thẳng, mình gần như thức trắng nên đặt mình xuống là ngủ say. Đến khi thành phố lên đèn, mình mới tỉnh giấc, ra ngoài tìm đồ ăn cho cái bụng đói meo. Vào thang máy thì gặp sếp cũng đi xuống, chị thân mật mời mình ăn tối. Mình và chị đến nhà hàng sang trọng, có ánh nến ấm áp và bản nhạc du dương. Nhìn vị sếp nữ mặc bộ đồ hở vai màu đỏ, lòng mình bất chợt xao xuyến, hơi men choáng váng, cộng với sức quyến rũ của chị, tối đó mình đã không kìm được lòng mình. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong phòng khách sạn của sếp, lòng mình chợt nghĩ đến vợ chưa cưới ở Việt Nam, với sự xấu hổ và tội lỗi. Mình vội mặc quần áo định bỏ về phòng, chẳng ngờ sếp vùng dậy, kéo tay mình lại. Sếp hứa sẽ đề bạt mình lên vị trí phó giám đốc với điều kiện giúp chị ta khỏa lấp nỗi cô đơn. Mọi chuyện giữa hai người sẽ hoàn toàn giữ kín. Mình vẫn đàng hoàng lấy Ngọc mà không lo chị cản trở gì. Sếp khẩn khoản mong mình mở lòng, coi chị như một góc nhỏ trong cuộc đời. Nói xong, chị ghì chặt mình bằng cơ thể quyến rũ và nụ hôn nóng bỏng. Từ đó, mình và sếp trở thành nhân tình. Mỗi tình vụng trộm diễn ra âm thầm trong công ty, không ai hay biết. Sau giờ làm, mình thường nói với Ngọc rằng mình bận làm thêm, kiếm tiền lo cho đám cưới nên hay về muộn. Cả tháng chúng mình đi chơi với nhau đếm trên đầu ngón tay. Thế rồi mối tình vụng trộm của mình và sếp bị lật tẩy. Chồng sếp tuy lớn tuổi, sức khỏe giảm sút nhưng hay ghen tuông bóng gió. Từ ngày vợ không chịu nằm cùng giường, ông đã bực bội, nhiều lần gây sự. Ông để tâm quan sát, thuê thám tử theo dõi, nhưng không phát hiện chứng cứ nào về việc vợ ngoại tình. Một lần, ông ta đến đón vợ trên công ty lúc 8 giờ tối, vô tình thấy mình bước ra từ phòng sếp nên xin nghi. Một tuần sau khi mình đang ôm ấp người tình, ông bất ngờ xông vào, chứng kiến tất cả. Chưa dừng lại ở đó, chồng của sếp mình cho người quay lại clip đó, up lên trang fanpage của công ty.
đồng nghiệp xem được liền dè biểu chê cười, xì xào sau lưng rằng mình là loại người không có trình độ, tiến thân bằng mọi cách. Xấu hổ, tủi nhục, mình không dám đến cơ quan, phải nộp đơn xin nghỉ việc. Đau đớn hơn, chuyện này đến tai Ngọc. Cô ấy gặp Minh, đồng nghiệp của mình tìm hiểu. Minh cho vợ sắp cưới của mình xem đoạn clip đó. Ngọc sốc nặng, ngất xỉu, phải đưa vào viện cấp cứu. Cô ấy đau khổ, tuyên bố hủy đám cưới, cắt đứt liên lạc với mình. Thời gian đó, Minh tranh thủ cơ hội tán tỉnh cô ấy. Trong lúc đau khổ tuyệt vọng, Ngọc đã đồng ý làm vợ Minh để trả thù mình. Một tháng nữa cô ấy lên xe hoa về nhà chồng. Mình vẫn còn yêu Ngọc, không muốn mất cô ấy. Giờ mình phải làm sao đây?